Rồi, ăn cơm sáng thôi. Sao nè con? Sáng. Mai 8 ngày rồi. Không xuống. Mai 8 ngày rồi nha. 8 ngày. Tiếp tục cho ăn nhiều bữa, sáng giữa buổi sáng, trưa rồi xế rồi chiều tối, 5-6 cử trong ngày, mức ăn thì vẫn giữ như nguyên. Nhiều quá chừa lại miếng, lát 7-8 giờ cho ăn lại vô buổi. Khi mà nó ị ra phân rồi thì mình ngưng, không cho ăn nữa. Đây, khi ăn mà nó ị ra phân rồi ngưng. Ghê nó cơ. Tập chú ghê nó làm quen. Chưa mà phóng rồi, chưa mở cửa lồng mà nó bay vô rồi. Đó, hôm nay ngày thứ 8 rồi, nắng sáng tốt quá, hơi nắng lên chút. Hơi nắng sáng rồi, rất là tốt. Có ánh sáng nắng tốt là mình phải cho nó tắm nắng. Mình phơi nắng khoảng 5 đến 10 phút ha.
Nay là ngày thứ 8 nè, buổi trưa nè. 8 ngày chăm sóc nó rồi. Để thức ăn khô nhử nè. Tập cho nó mổ. Với để một bình nước hoặc cho nó uống. Đi con, chào mọi người đi, nói lớn rồi nè. Ăn này thức ăn cũng làm y chang như mọi lần. Tập nó mổ nha mọi người. Đó, nay mổ ngon rồi, 8 ngày là mổ ngon rồi. Khô hả? Khô hồng. Không có gì vui bằng là tự mình nuôi nắng chăm sóc nó. Xong cơm trưa xế 1-2 giờ cho nó ăn giữa buổi nữa. 8 ngày sắp trôi qua. Rồi vô. Đây, để thức ăn, có cái vòi nước đây. Chỗ để uống nước. Vài hộp thức ăn khô. Để ít thôi, mình biết nó giật thì mình biết nó ăn được. Cho mình sau này bớt đút ăn nữa. Cái gì cũng phải tập, từ từ. Đây là xong buổi trưa. Rồi, cái cử chiều của ngày thứ 8, nuôi chim sáo non. Do mình bận công việc quá, mình làm trễ. Tại vì 5 giờ cho nó ăn, giờ 6 giờ mấy rồi. 18 giờ mấy phút rồi. Lúc này mình tập cho nó uống nước, tự uống nước. Tập bỏ vài cục thức ăn, không má ăn. Rồi, đo lượng thức ăn cũng như cũ. Chia nhiều bữa cho ăn nhiều lần trong ngày.
Mẹ sắp bay được rồi. Hồi trưa cho nó trên tay đi. Đi theo ra ngoài vườn. Vườn trống là bay liền, phóng đất liền. Bởi vì nó động vật hoang dã. Khi nó máu rành là mình không có đút vô họng nữa, đút vô họng nó ăn cấn đau rồi. Bây giờ tự nó mổ. Còn cái việc cuối cùng nữa là trong cái chương trình tập ăn cho sáu con đó là nó tự ăn thức ăn khô là mới xong công trình. Rồi thời gian sau là đùa giỡn làm quen với nó để tập cho nó ăn ớt, để tập nói cho nó. Thức ăn khô nữa, thức ăn viên, và tự uống nước. Tám ngày ha, nói chừng hai ngày nữa là nó bay được rồi, mình đoán vậy. Ui da, ui da cái móng nó tay trần này, móng bấm lủng rồi. Mọi người thấy cái móng nè, quá cái tay mình nè, móng rất là dài đó không, 8 ngày móng dài vậy nè. Quan sát sơ 8 ngày thể trạng của con sáo. Con này làm thấy tướng kịch cộng á, chắc con trống á. Đầu bự, đầu bự, miệng sâu vô, mắt mắt nhìn láo lia láo lịa đây. Mình đoán chắc là con trống á, đầu bự rồi. Đỉnh đầu thôi.
Rồi, vô đi. Vô. 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 Rồi, chưa nộp. Tạm rồi. Vô. Vô lòng. Vô chùa ngủ đi. Đi vô. Vô. Cao quá nó sợ. Một hai ba không. Vô. Không vô. Vô đi con, vô ngủ. Vuột tay cái sập cửa là mày đứt đầu đó. Vô liền mày lên, lẹ lên. Phóng đi, thấp rồi đó. Mỗi tay giữ rồi. Còn đồ ăn nữa. Cho nó ăn nốt nữa, đòi cho ăn nốt tiếp. Rồi, cuối cùng cũng ăn trụi lũi luôn, sạch. Rồi, vô lòng được chưa? Vô. Rồi, không chịu vô nữa. Đó. Chưa no, nó chưa chịu vô. Dữ dằn. Có cũng không mình lợi hại không? Bỏ ra là nó cúp xuống liền. Đóng lòng liền. Cái chai đựng nước đập cho nó uống. Bỏ vài hộp thức ăn khô vô đây. Trong cái máng ăn. Là đã qua 8 ngày mình chăm sóc nó. Nếu mọi người thích video chăm sóc chim non này thì mọi người hãy đăng ký kênh Phước Đại Nguyễn. Còn mọi người không thích thì có thể bỏ qua cái video này. Xin chào mọi người.